Tài xế xe máy thoát chết thần kỳ sau pha bẻ lái vô thức đâm ngang hông xe bồn. Đoạn clip do camera hành trình của xe ô tô ghi lại được tình huống tai nạn đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Theo clip, trên đường có giải phân cách cứng, nhiều phương tiện đang tham gia giao thông. Phía trước xe ô tô có camera hành trình, một người đàn ông đi xe máy tay ga màu trắng, đầu đội mũ bảo hiểm bỗng vượt lên từ bên phải bật đèn tín hiệu xin rẽ trái. Khi đi ngang với chiếc xe bồn màu đỏ, bỗng nhiên nam tài xế điều khiển xe máy chuyển hướng lao thẳng vào xe bồn. Thật may mắn khi tài xế xe máy thoát nạn một cách thần kỳ. Anh bị chiếc xe máy bật lên hất ra đường tránh xa chiếc xe bồn. Chiếc xe máy lao vào bình nhiên liệu của xe bồn. Xe bồn đã chèn qua bánh sau của xe máy khiến chiếc xe nảy dựng lên, xoay ngang ra đường. Sau khi lộn một vòng trên đường, nam tài xế đứng dậy cởi bỏ mũ bảo hiểm và đi vào, ngồi bên giải phân cách theo chiếc xe bồn đi xa. Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người chúc mừng người đàn ông đã may mắn thoát nạn và cũng đưa ra những phán đoán của mình về nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn có thể nói là hy hữu này. Phước lớn, mạng lớn, ông bà gánh còng lưng, ngồi suy nghĩ không biết tại sao mà mình vẫn còn ngồi được. Hồi trước, chồng mình cũng ngủ gật một lần. May là mình đánh và kêu tỉnh kịp lúc, chỉ một giây thôi là nguy hiểm lắm. Từ lúc chạy, vượt lên là thấy gật gù rồi. Mình từng bị một lần, hai con mắt mở không nổi rồi lạc tay lái té nè. Mình té mà chưa hoàn hồn lại, giống chú trong clip. Ngồi chút mới thấy đau, những chỗ bị trầy xước. Chú này quá là may mắn khi không bị chèn. Qua tình huống trên, các bạn nên chú ý quan sát và tập trung hơn khi tham gia giao thông. Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức cảnh giác xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.